Xuân Hoa, có chuyện gì vậy? Chỉ là nói ra chuyện cần phải nói thôi ạ. Đằng nào trước sau gì mọi người cũng sẽ biết. Xuân Hoa, cháu không sao đâu bác. Cháu sẽ không lùi bước vì chuyện thế này đâu. Em xin lỗi anh Chê Min, em thấy mệt nên về nhà luôn rồi. Chắc do dư âm của buổi chụp ảnh quảng cáo hôm qua. Mới chỉ chọn ý tưởng sản phẩm mới nên bắt đầu từ ngày mai cũng được. Vâng, vậy lát nữa gặp nhé. Dù cô có quan hệ thế nào với con rể tôi thì cũng đã kết thúc rồi. Chuyện vô lý tôi vừa nghe cũng không phải sự thật tôi đã xác nhận, nên tôi không thể tin được. Phu nhân Suheran, nhất định cháu sẽ chứng minh cho phu nhân và chủ tịch thấy con gái và con rể nhà này là người như thế nào. Trước mắt, mua một căn nhà bằng đệm tiền rồi bắt đầu cuộc sống mới của ngài Be. Ôi, mùi hương hấp dẫn này. Mình không ngờ anh Đai Bông lại so đo tính toán như thế. Bản chất keo kiệt nên dù mình dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không mùi lòng thì đành chịu thôi. Đang cần gấp thì phải nuốt tặng cái này chứ. Mai ra, mình xin lỗi nhé. Cậu cứ coi như đây là cậu trả ơn vì có người bạn tốt lành là Bình đi. Mà túi sách du lịch đâu ấy nhỉ? Gì đây? Sao anh Đai Bông lại gọi cho mình nữa? Không biết nên nghe hay không đây. Anh à, xinh đẹp đang làm gì đấy? Còn làm gì nữa? Em đang làm việc. Phải làm việc thì mới có cái mà đổ vào miệng chứ. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ trả hết nợ cho xinh đẹp. Gì cơ? Anh nói thật không? Ừ, đổi lại em sẽ lấy anh đấy nhé. Đương nhiên rồi anh. Vâng vâng. Nếu vậy thì để mai gặp nhau đi. Vâng, em biết rồi anh. Đây là mơ hay thật thế nhỉ? Sao may mắn đến dồn dập thế này? À không, yên xem nào. Nếu vậy thì cứ từ từ hẵng nuốt cái này. Phải cuỗm tiền của anh Đai Bông trước đã. Ngài Be, nhà hàng sườn nướng Miêng Run Chin Sa. Chị, rốt cuộc em phải giữ chân chị Mai ra đến bao giờ? Ừ, chị chuẩn bị ra quán đây. Một lúc nữa thì để cậu ấy về nhé. Chán chết đi được. Làm sao ngồi với người phụ nữ mình không thích được cơ chứ?
Có chuyện gì mà chị lại gửi chị Mai ra cho em thế? Ừ, lúc nào chị sẽ giải thích cho. Xin lỗi nhé ngài B. Đổi lại, ngày mai chị sẽ làm cho em vui gấp đôi. Chị yêu em, ngài B. Được rồi, chị cứ lo công chuyện đi, không phải vội. Đừng chạy rồi lại ngã đấy. Em cũng yêu chị. Ôi, thơm quá. Công nhận sườn thì phải nướng bằng than hoa mới ngon chuẩn vị. Nào nào, cậu Trinh Su. Ngon thật đấy. Không hiểu sao cậu Trinh Su đến ăn cũng hấp dẫn thế này. Chị à, chị có ăn nhiều cũng không béo đâu. Cứ nới thắt lưng ra rồi ăn thoải mái đi. Tôi toàn mặc quần chun. À, mà bỏ từ chị đi, gọi tên không thôi. Mai ra, Mai ra, Giang Mai ra, gọi tên thôi. Mai ra, Mai ra, Mai ra, ăn đi. Được rồi, ăn đi. Con đã giết người phải không? Mẹ nói gì thế? Thấy bảo con đã giết bà của Bông Sơn Hoa. Thảo nào, hôm Bông Sơn Hoa đến chơi rồi kể về con trai và bà cô ta, mẹ đã thấy sắc mặt của con không bình thường rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Con chủ ý hủy hoại gia đình này có phải không? Có bằng chứng chứng minh con đã giết người không? Hình như mẹ vừa đi gặp Bông Sơn Hoa về, nhưng mẹ phải nghe từ hai phía chứ. Mẹ tin Bông Sơn Hoa nói thật à? Tất cả đều là nói dối, tất cả. Gì cơ? Nếu đúng là con giết bà cô ta, thì sao cô ta lại để yên mà không tố cáo con? Cô ta bị Moonsang phản bội vì đã chọn con nên đổ lỗi cho con. Cô ta cứ bảo chuyện bà cô ta mất và cả chuyện con cô ta mất đều là lỗi của con rồi đòi trả thù con. Mẹ có biết con khổ sở thế nào không? Bông Sơn Hoa nói dối cũng tùy chuyện, việc gì phải bịa đặt ra chuyện như thế? Còn nữa, chẳng nhẽ không dưng cô ta lại đổ lỗi cho con về cái chết của bà cô ta chắc? Con tưởng mẹ không phân biệt được mấy chuyện đó ư? Vậy mẹ mong con là thủ phạm thật sự hay sao? Tuy con không phải là con ruột của mẹ, nhưng nếu con phạm tội giết người thì mẹ cũng nên đứng về phía con mới phải chứ. Chúng ta là người một nhà cơ mà. Sao cơ? Con nói cái gì? Con thật sự thất vọng về mẹ. Con thất vọng về mẹ ư? Chính con là đứa lừa dối bố con và mẹ rồi nhận con nuôi đấy. Thời gian qua, con đã có biết bao nhiêu chiến tích rồi. Mẹ nói con mà không có căn cứ gì chắc. Dựng nên cả con gái giả, rồi gây tổn thương cho mẹ. Thử nghĩ về những trò con đã làm đi. Mẹ, chuyện đó. Con tưởng mẹ chưa nói gì với bố thì mẹ sẽ giữ bí mật chuyện con nhận nuôi Thê Giang ư? Con thấy mẹ con đến đây nhưng vào phòng Chê Kiêng ư? Vâng, hình như mẹ có chuyện muốn nói với Chê Kiêng. Đến mà không ghé qua phòng bố, không biết có chuyện gì. Con biết Moon Sang Hiếp và Bông Sơn Hoa có con rồi mà vẫn lừa bố mẹ rồi lấy cậu ta còn gì. Con nói dối đâu phải một hai lần thôi đâu. Thử để bố con biết những chuyện đó xem. Liệu người con có còn lành lặn không? Thì sao? Mách bố những chuyện đó thì mẹ nhận lại được gì nào? Con nói gì? Trong camera giám sát ở khách sạn Râu cũng đầy cảnh hai người đi vào phòng.
Sau khi biết chuyện này, con cũng rất bất ngờ. Mẹ, thật ra mẹ có mấy bộ mặt, run chê kiêng. Con có thể gửi ảnh này cho bố ngay bây giờ, nhưng để tình mẹ là mẹ. Nếu ảnh này bị lộ ra thì có thể bố mẹ sẽ phải chia tay, nên con đang kiềm chế đấy. Con theo dõi sau lưng mẹ để đe dọa mẹ đấy à? Thật uổng công khi mẹ đón con về nuôi. Biết thế cứ để mặc cho con sống với bà mẹ làm ở quán rượu. Con là con gái của bố, mẹ nuôi hay không cũng chẳng sao. Mẹ đừng giao ai vì đã nuôi con. Mẹ đúng là không hiểu gì về con. Con nói gì? Mẹ không hiểu gì con ư? Bây giờ mẹ cũng không tin lời con, chỉ tin lời bông sơn hoa còn gì. Mẹ chưa rõ thực hư thế nào mà đã kích động rồi quy con là tội phạm giết người đấy thôi. Con thật là... Để giữ bí mật cho mẹ, con vẫn chưa mở miệng. Mẹ định thế nào? Định thế nào chuyện gì? Bình à, anh vừa nghe tiếng cãi nhau, hai mẹ con đang làm trò gì thế? Chê Kiêng, con lại hỗn xược, cãi lại mẹ con đi à? Không phải đâu bố, con chỉ đang nói với mẹ về chuyện của công ty thôi. Làm sao con dám cãi lại mẹ? Em mệt quá rồi, chắc em phải về trước đây. Giám đốc Cang, tạm thời chắc sẽ khó gặp nhau đấy. Tôi sẽ giải thích sau.